Nghề nông mến chào quý cô chú, anh chị cùng các bạn. Đến với video tiếp theo này, nghề nông chia sẻ đến quý cô chú, anh chị cùng các bạn về một cái cây me bonsai mini. Cây me thì là một cái loại cây khá là dễ trồng và nó có sức sống khỏe. Nó cũng có thể tạo nhiều cái dáng thế đẹp mắt. Như trên video đây là một cây me kiển bonsai có cái thân xoắn. Với cái thân xoắn như thế này thì cây me phải được tạo dáng từ nhỏ. Ở trên video đây, nghề nông đã để thử một cái ly cạnh bên cái thân của cây me này. Thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể nhìn thấy nó chỉ cao và lớn hơn cái ly uống trà một chút xíu thôi. Với những cái loại me kiển bonsai mini thì là một cái loại kiển bonsai được khá là nhiều người chơi trong cái giới chơi cây cảnh bonsai mini yêu thích. Những cái cây me kiển bonsai mini như thế này thì nó chỉ cao khoảng vài chục cm thôi. Với cái độ lớn như thế này thì cái loại me kiển bonsai mini này rất là thích hợp để trang trí phòng khách hay là cái góc bàn làm việc. Cái cây me kiển bonsai mini này được nghề nông quay nó tại cái vườn kiển Úc Hiệp, có địa chỉ tọa lạc tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cây me là một cái loại cây ưa sáng, vì vậy nên quý cô chú anh chị cùng các bạn nếu có đang trồng những cái loại cây me kiển như thế này thì nên đặt nó ở những nơi có nguồn sáng ổn định. Khi đó thì sẽ giúp cái cây me kiển của mình nó phát triển ổn định hơn. Các dịp lễ Tết thì quý cô chú anh chị cùng các bạn đến những cái vườn hoa có thể thấy những cái cây me khổng lồ được trưng bày. Bên cạnh đó thì những cái chậu me bonsai mini như thế này thì cũng được rất là nhiều người chơi ưa chuộng. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Nghề Nông. Xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong những video lần sau. Và đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh Nghề Nông nhé.